Đây các bạn đây các bạn quan sát mình đã nêm cái con ke này vào rồi. Đây. Đó. Thì cái khung này thì nó sẽ để là cái để mình cái mạch này nó sẽ là rất là đều. Đấy, như các bạn này, quan sát này. Nhìn này, không vướng một tí nào luôn, rất là phẳng. Đó, anh em làm nhà thì nên có cái này. Đó. Ok, tiếp theo là con nêm mình nhá. Con nêm dùng một lần thôi. Con nêm này thì các bạn cũng làm như vậy để chèn bên dưới và chúng ta sẽ đây. Mình đã xoáy vào rồi. Đây. Con nêm này chúng ta sẽ đây. Đó. Đây các bạn quan sát nhá. Đấy, đây là con nêm. Đây là con nêm dùng một lần. Đây. Rất là chắc này các bạn. Đấy. Đường mạch đường miếc là nó chỉ là có kích cỡ của nó thôi. Rồi ok, anh em nào cần thì liên hệ với mình.